Hi, tôi xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cách mà làm thế nào để mà chúng ta có thể duỗi thẳng sợi thép mà bị uốn cong các bạn. Thì bây giờ thì tôi sẽ có một cái tôi chuẩn bị một cây có lỗ nha các bạn. Đó có lỗ vậy nè. Và tôi sẽ làm duỗi thẳng ra rất là nhanh. Nếu như mà thông thường các bạn nó bị vậy này các bạn đúng không? Các bạn gỡ ra thì nó sẽ rất là lâu nha. Duỗi thẳng để mà mình làm đồ á sẽ rất lâu nha. Đó thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cách này cho các bạn xem để các bạn có thể làm có thể nhanh hơn nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ các bạn xỏ sợi thép xuống cái lỗ nha các bạn. Đó, sau đó các bạn kéo lên, mà chúng ta khi chúng ta kéo á, chúng ta kéo thẳng lên trước nè cho nó xéo xéo các bạn, cho nó đi về xéo xéo lên đây nè các bạn. Thấy không? Rồi xong rồi các bạn ơi. Thì cái sợi thép mình nó khá là thẳng nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy nè. Đây này các bạn có thể thấy dây thép mình nó khá là thẳng nha các bạn. Đó, nó không bị cong như lúc nãy nữa ha. Thì nếu như các bạn thích video này, các bạn hãy cho tôi một like và một lượt đăng ký để ủng hộ kênh tôi nha. Chúc các bạn thành công.